chào mừng quý khách đến với không gian ẩm thực nhà hàng Cánh Buồm. Một lần ghé qua Bình Dương, bạn không nên bỏ lỡ cơ hội đến với nhà hàng Cánh Buồm. Tòa lạc tại Lô H10, đường An Dương Vương, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Quý khách sẽ được hòa mình vào một không gian khác lạ, nơi con thuyền ẩn mình trong xanh mát, nơi cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên và sự thư thái ngay từ những giây phút đầu tiên. Quý khách có thể chọn cho mình một không gian phù hợp bất kỳ, được phục vụ trong nhà và ngoài trời, từ quây quần gia đình ấm cúng, tụ tập bạn bè, hội nghị hội thảo, cho tới những cuộc gặp mặt quan trọng, riêng tư, cần sự sang trọng và tinh tế. Sự kết hợp của rừng xanh và biển cả tạo nên một bầu không khí hiện đại, ấn tượng, nhưng rất đỗi gần gũi, thân quen. Tại nhà hàng Cánh Buồm, quý khách được thưởng thức đỉnh cao của sáng tạo và thăng hoa trong ẩm thực, từ sự tìm tòi của những đầu bếp hàng đầu, luôn đam mê với nguồn cảm hứng bất tận, từ sản vật của rừng miền quê hương, với thực đơn hải sản và các món cơm Việt vô cùng phong phú của chúng tôi. Nhà hàng luôn tự làm mới mình với những món ăn đặc sản khác nhau như gỏi Cánh Buồm, gà tiềm bí đỏ, bào ngư sốt dầu hào, tôm hùm Alaska, luôn mong muốn mang đến cho quý khách những trải nghiệm tuyệt vời về hương vị và sự hài lòng tuyệt đối về chất lượng phục vụ. Là một trong những nhà hàng đẳng cấp và nổi tiếng hàng đầu tại Bình Dương, được ủng hộ của các thực khách gần xa, với biểu tượng hình cánh buồm dương trước gió, nhà hàng Cánh Buồm hiện lên với không gian được thiết kế vô cùng độc đáo. Bên trong đó là sự kết hợp khéo léo của lối kiến trúc xanh, được tô điểm bởi những chi tiết và vật liệu gỗ, tạo nên không gian thuần Việt vô cùng ấm cúng, thoáng mát và thoải mái. Ngoài không gian ngoài trời, còn có phòng lạnh, phòng hội nghị, sảnh tiệc cưới, hầm rượu, nên là nơi lý tưởng để tổ chức các sự kiện hay chỉ là một buổi tiệc nhỏ ấm cúng, nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy cùng nhà hàng Cánh Buồm để bắt đầu hành trình ẩm thực Việt, nơi những giá trị đích thực, tinh túy, hình thành nên từ những nguyên liệu tươi ngon nhất, dồi dào và phong phú nhất, được bàn tay của những người đầu bếp tài hoa thổi hồn trong không gian độc đáo và đẳng cấp. Hãy cùng thưởng thức sự đa dạng của ẩm thực độc đáo tại nhà hàng Cánh Buồm bên những người thân yêu và quên đi những bộn bề thường nhật trong những giây phút tuyệt vời nhất, mang đến cho bạn những bữa ăn thật tuyệt vời và ngon miệng. Cùng với sự phục vụ nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên nơi đây, chắc chắn rằng sẽ làm hài lòng các bạn, phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, luôn vui vẻ thân thiện, luôn trong tâm thế tươi cười chào đón quý khách. Bước vào nhà hàng, bạn sẽ có cảm giác thật mát mẻ và bỏ đi cái nóng bức ngay sau lưng mình. Không gian nơi đây sẽ mang lại cho bạn một tinh thần thật sự sảng khoái và thư giãn sau những giây phút căng thẳng cùng công việc và cuộc sống. Nhà hàng sẽ làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Sự hài lòng của quý khách là tiêu chí hoạt động của chúng tôi. Giá cả không quá tầm với những thực khách bình dân. Có thể nói, với không gian khoáng và thực đơn vô cùng hấp dẫn, thì nhà hàng Cánh Buồm là một điểm đến mà các bạn không nên bỏ qua mỗi khi tới Bình Dương. Kính mời quý khách hãy đến thưởng thức và trải nghiệm tại nhà hàng Cánh Buồm tại địa chỉ Lô H10, đường An Dương Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hotline 0909 33 36 39. Nhà hàng Cánh Buồm, điểm đến lý tưởng của các thực khách.